Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Samsung cuối tuần tại Thế Động các bạn ha. Thì xem cuối tuần này Samsung có chương trình khuyến mãi gì đặc biệt không các bạn, hoặc là model nào đang giảm nhiều không ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có máy tính bảng các bạn. Máy tính bảng Tab A8 2022, giá là 8.490.000. Đây, khi bạn mua sẽ được tặng cái bao da Tab A8 và giảm giá được 1.000.000 ha, hỗ trợ các bạn góp 0/5 ASUS. Rồi, về điện thoại thì chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy A03. Đây, A03 phiên bản RAM 4GB và RAM 3GB. A03 hiện tại phiên bản RAM 3GB thì giá là 2.990.000. Các bạn mua sẽ được giảm giá 100.000 hoặc tặng phiếu hàng bách hóa xanh 150.000 ha. Phiên bản RAM 4GB thì giá là 3.490.000, không có chương trình giảm giá gì các bạn ha, chỉ hỗ trợ góp 0% lãi suất. Rồi, Samsung Galaxy A13 phiên bản RAM 4GB và phiên bản RAM 6GB. Đây, A13 sẽ có hai phiên bản RAM 4GB và RAM 6GB. Đối với phiên Samsung Galaxy A13 phiên bản RAM 4GB thì giá là 4.690.000, được giảm giá 200.000 hoặc tặng phiếu hàng bách hóa xanh 300, góp 0% lãi suất. iPhone 13 phiên bản RAM 6GB giá là 5.190.000, được giảm giá là 400.000 hoặc là tặng phiếu hàng bách hóa xanh là 600, hỗ trợ góp 0% lãi suất bạn ha. Rồi, Samsung Galaxy A53 128GB. A53, một chiếc máy rất là đẹp của Samsung và được sử dụng công nghệ 5G các bạn ha. A53 này hiện tại là giá là 9.990.000. Các bạn mua sẽ được giảm giá 300.000 và được giảm 700.000 thông qua app của Galaxy và hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất. Máy rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, Samsung Galaxy A73 giá 11.990.000. Các bạn mua sẽ được giảm giá 800.000 thông qua app quà tặng Galaxy. Đây, A73 cũng sử dụng được 5G luôn mà ha, nó sẽ to hơn so với cái con A53. Rồi, tiếp theo Samsung Galaxy Z Flip 3 128GB. Đây, Z Flip máy gập có giá là 24.990.000. Hiện tại đang có chương trình là giảm giá được tới 5.000.000 các bạn. Quá khủng, giảm quá nhiều luôn. Rồi, đồng hồ Samsung Galaxy Watch 4 giá là 6.490.000. Đây, Samsung Watch 4 hỗ trợ bạn nghe gọi trực tiếp được trên mặt đồng hồ luôn và các tiện ích về sức khỏe ha. Rồi, Samsung Z Fold 3 256GB giá là 41.990.000. Đây, Z Fold 3 mà 41.990.000. Hiện tại đang có chương trình là giảm giá tới 9.000.000 các bạn, hỗ trợ bạn trả góp 0% lãi suất luôn. Wow, quá khủng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy S22 Plus 128GB. Đây, S22 Plus máy màu xanh rất là đẹp luôn, thiết kế cũng rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn. Có giá là hiện tại là 25.990.000 ha. Giảm giá 2.000.000 hoặc thu cũ đến mới tài trợ lên 4.000.000, giảm giá 3.000.000 thông qua app quà tặng Galaxy và giảm 3.000.000 khi mua Tab A, Tab S8 series kèm 22 series. Rồi, S22 Ultra giá là 30.990.000, giảm giá 2.000.000 hoặc thu cũ đời mới tài trợ 4.000.000. Đây, S22 Ultra Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có Samsung Galaxy S21 FE phiên bản RAM 8GB và phiên bản RAM 6GB. RAM 6GB giá là 15.990.000, không có chương trình khuyến mãi gì các bạn ha. Đây, S21 FE và phiên bản RAM 8GB bộ nhớ trong 128GB thì có giá là 16.990.000. Hiện tại đang có chương trình là giảm giá được tới 3.500.000 các bạn. Samsung Galaxy M53 5G. Con này hiện tại là RAM 8GB, bộ nhớ trong được 256GB nè các bạn. Giá là 12.490.000, hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất ha. M53 thiết kế ra mỏng luôn. Rồi, Samsung Galaxy M33 giá là 7.690.000, hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất. M33 con này cũng sử dụng được 5G, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB.
thiết kế sẽ nhỏ gọn hơn so với con M53 này ha. Rồi tiếp theo Samsung Galaxy A33 giá là 8.490.000. A33 một thiết kế nhỏ gọn hơn so với chiếc A53. Còn hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 300.000 và được giảm giá 600.000 thông qua app quà tặng Galaxy ha, hỗ trợ gốc 0% lãi suất. Rồi Samsung Galaxy A23 phiên bản RAM 4GB và phiên bản RAM 6GB. A23 này hiện tại phiên bản RAM 4GB có giá là 5.590.000, giảm giá được 200.000 hoặc là tặng phiếu hàng Bách Hóa Xanh 300. Phiên bản RAM 6GB có giá là 6.190.000, giảm giá được 400.000 hoặc là tặng phiếu hàng Bách Hóa Xanh 600.000 các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ có con Tab Galaxy Tab S7 FE với giá là 13.990.000, đang có chương trình giảm được 2.000.000 và tặng một cái bao da không bàn phím. Đây S7 FE, máy nó có màn hình rất là to, 12.4 inch luôn, gần bự như một cái tivi hồi xưa các bạn, trắng đèn hồi xưa ha. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy Tab A7 Lite giá là 4.490.000, tặng được một cái bao da nắp gặp của A7 Lite. Đây rõ ha. Rồi thì mình vừa giới thiệu sơ lược cho các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Samsung tại thế động các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn là sao. Bye bye.